Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của kênh Dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, xã hội ngày nay đầy rẫy những câu chuyện dù không liên quan nhưng khiến ta rất mất niềm tin vào cuộc sống. Những lừa lọc gian dối, những bạo lực từ ngoài xã hội đến trong gia đình, những cung cách ứng xử thiếu văn hóa tràn lan, thậm chí lại nhận được không ít sự cổ súy từ những con người ích kỷ, phiến diện. Không rõ từ lúc nào chúng ta rời xa dần với những giá trị sống tốt đẹp. Nhiều khi thấy ai đó sống đẹp, ta lại tự ngẫm nghĩ, không rõ động lực nào giúp họ lúc nào cũng thật thánh thiện, tử tế. Bạn thân mến, có lối sống tốt đẹp thì cuộc đời ắt thuận lợi, hanh thông, dù sớm hay muộn. Vậy nên hãy học cách sống đẹp để khiến cuộc đời mình luôn nở hoa, bạn nhé! 26 cách giúp bạn sống đẹp mỗi ngày. Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói rằng: "Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn? Ai cũng muốn sống đẹp, nhưng liệu mấy ai hiểu thực sự sống đẹp là gì và làm thế nào để sống đẹp?" Có một câu nói rằng: "Nếu ai đó hỏi tôi sống đẹp là gì thì tôi sẽ bước lại gần họ, ngả đầu vào vai họ, mỉm cười và nói: đây chính là sống đẹp." Thế nhưng, đây mới chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của sống đẹp. Những điều tạo nên phong cách sống đáng trân quý này còn rất nhiều nữa. Vậy sống đẹp là sống như thế nào? Sống đẹp trước hết phải sống biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc, gắn bó, đồng cảm, vị tha với tất cả những người xung quanh bạn, không phân biệt người thân hay người lạ, không phân biệt màu da, giới tính và địa vị xã hội. Sống đẹp là sống có mục đích, có ước mơ, có lý tưởng sống rõ ràng. Sống đẹp là sống có ý chí, biết vươn lên và đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã, sống bền lòng, dũng cảm vượt qua những thử thách khó khăn của cuộc đời để chấp cánh cho ước mơ của mình được bay cao, bay xa. Sống đẹp nghĩa là sống hết mình và không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Sống đẹp là lối sống có văn hóa, lịch sự, có tri thức, có tình người. Sống đẹp không bao gồm suy nghĩ ích kỷ, chỉ biết mình mà không biết người, giúp người nhưng vụ lợi, vì mục đích cá nhân. Sống đẹp là sống có ích. Sống đẹp không có nghĩa là hình thể phải đẹp. Sống đẹp là đẹp ở tâm hồn, suy nghĩ, lời nói và hành động. Tuy nhiên, để sống đẹp là điều không hề đơn giản. Không phải ai cũng biết sống đẹp, và không phải người hiểu sống đẹp là gì cũng dễ dàng hình thành cho mình được cách sống tốt đẹp đó. Bởi lẽ, cuộc sống hiện đại có quá nhiều thứ hỗn tạp, nhiều luồng tư tưởng, quan điểm chi phối khiến con người có xu hướng sống thiên về vật chất mà vô tình đánh mất vẻ đẹp của tâm hồn. Bởi sống đẹp đòi hỏi chúng ta phải thực sự tỉnh táo để có thể yêu thương trong từng khoảnh khắc và giữ mình tránh khỏi những cám dỗ của xã hội. Sống đẹp không phải muốn là được, bởi ranh giới giữa sống đẹp và không đẹp vô cùng mong manh. Chúng ta không thể trở thành người sống đẹp chỉ trong một ngày, một giờ và không phải một tháng sống đẹp thì có thể duy trì được lối sống này mãi mãi. Sống đẹp cũng cần rèn luyện hàng ngày như hình thành thói quen vậy. Sống đẹp không hề khó, chỉ khó khi ta lười biếng, e ngại hoặc chưa đủ quyết tâm và dễ dàng buông xuôi, mặc cho dòng đời xô đẩy. Và sau đây là 26 cách để bạn sống đẹp hơn mỗi ngày. 1. Hãy đi ra ngoài, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên và thở. Hãy dừng lại để chiêm ngưỡng những bông hoa đang đua nhau khoe sắc thắm. Hãy dừng lại lắng nghe tiếng chim kêu và cảm nhận vẻ đẹp của tạo hóa. Hãy duy trì thói quen này hàng ngày, chậm rãi một chút thôi, và bạn sẽ thấy được nét đẹp đầy kiêu hãnh của những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời. 2. Hãy nhảy như một đứa trẻ khi bạn cảm thấy vui sướng hay buồn bã. Nhảy trên giường lúc sáng dậy, trong phòng tắm hay đóng cửa phòng và tận hưởng không gian chỉ có mình bạn. 3. Mỉm cười, cười thật to, cười rạng rỡ khi bạn hạnh phúc. Hãy cười khi bạn gặp bạn bè hay chào ai đó vào buổi sáng sớm. Đừng tiếc nụ cười, vì đó là tài sản vô giá mà bạn có thể dành tặng cho người khác. 4. Nghỉ ngơi. Ngồi xuống và thư giãn trên chiếc ghế yêu thích của bạn sau giờ làm việc, những lúc căng thẳng hay vào ngày cuối tuần. Nhắm mắt lại
và cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ bạn đang có. 5. Đọc sách. Hãy thử là một người lười biếng khi ngày cuối tuần tự dành cho mình một không gian chỉ toàn sách là sách. Đọc sách sẽ nâng bạn lên hay dìm bạn xuống theo mạch cảm xúc của nhân vật, thử thách bạn khám phá ra thông điệp của tác giả, khiến bạn vui vẻ vì những câu nói hài hước, hấp dẫn bạn vì cách dùng từ đầy mê hoặc hay truyền cảm hứng cho bạn với những câu chuyện đầy ý nghĩa. 6. Nấu ăn. Một mình hoặc cùng những người bạn yêu quý, hãy cùng nhau chế biến những món ăn mới, thử hương vị mới và cùng nhau thưởng thức. 7. Làm việc. Làm hết mình với công việc bạn đang làm, chăm chỉ, tập trung và nỗ lực 100%. Khi đã hoàn thành, hãy xả hơi và tự dành cho mình những phần thưởng tuyệt vời. 8. Chơi hết mình giống như lúc bạn làm việc. 9. Chân thành. Trung thực cả trong suy nghĩ, lời nói và hành động. 10. Yêu thương và thể hiện tình yêu bằng hành động một cách chủ động, đừng chờ đợi. 11. Tập thể dục. Thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch luyện tập và bắt tay vào làm. 12. Chụp ảnh. Đầu tư một chiếc máy ảnh hoặc sử dụng camera điện thoại để bắt lấy bất cứ khoảnh khắc nào bạn muốn lưu giữ. 13. Đi du lịch tới những nơi bạn muốn. 14. Theo đuổi giấc mơ của bạn, thậm chí đó là giấc mơ điên rồ đối với người khác. Đừng quan tâm tới những lời họ nói. Nếu bạn đủ niềm tin vào khả năng và hoài bão của mình, hãy đeo bám đến cùng. 15. Lắng nghe. Không chỉ lắng nghe người khác mà còn lắng nghe cả tiếng nói trong con người bạn. 16. Bước ra khỏi vùng an toàn bằng việc liên tục trải nghiệm những điều mới lạ. Đừng sống cuộc đời buồn tẻ lối mòn. 17. Trò chuyện với trẻ con. Tâm hồn trẻ thơ vô cùng trong sáng, đáng yêu và ngộ nghĩnh. Hãy dành thời gian với chúng để thấy rằng cuộc sống đâu cần phức tạp. 18. Tha thứ cho tất cả. Những ai đã khiến bạn buồn, khiến bạn tổn thương và sẵn sàng cho họ một cơ hội để sửa chữa. 19. Gạt bỏ mọi phiền muộn trong quá khứ. Cái gì đã qua thì cho qua. 20. Yêu thương cả những điểm hoàn hảo và không hoàn hảo trên cơ thể bạn. Vẻ đẹp đích thực không nằm ở hình thể mà đó chính là tâm hồn. 21. Biết ơn. Kể cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, đừng so đo, tính toán, ghen tị hay cảm thấy thiếu thốn. Hãy nghĩ về những người đang sống cuộc sống khó khăn hơn bạn. 22. Tham gia một câu lạc bộ, tổ chức hay một nhóm người nào đó đang nỗ lực để xây dựng lối sống tốt đẹp. Hãy truyền cảm hứng cho nhau để lan tỏa giá trị. 23. Khen ngợi người khác một cách chân thành. Lời khen ngợi có thể khiến một người từ chỗ tự ti thất vọng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn không mất gì cả. 24. Làm quen với những người bạn mới. Xây dựng, phát triển và duy trì sự bền chặt của tất cả những mối quan hệ mà bạn có. 25. Giúp đỡ người khác. Bất cứ lúc nào bạn có thể và mọi lúc, mọi nơi. Không cần phải là những điều lớn lao. Hãy thể hiện lòng nhân ái từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. 26. Không phán xét, đánh giá người khác. Luôn nhìn lại mình trước khi có ý định đưa ra nhận xét về bất kỳ ai bạn gặp. Tiếp theo, nếu bạn không muốn bị rơi vào hoàn cảnh càng hy vọng lắm, càng thất vọng nhiều, thì phải thuộc lòng 6 điều dưới đây. Nên nhớ, đừng trông mong phụ thuộc bất cứ điều gì vào người khác. Trong cuộc sống, có lẽ một trong những nỗi thất vọng lớn nhất là mong đợi từ người khác quá nhiều mà không đạt được như ý muốn. Đây cũng là căn nguyên của hầu hết những đau khổ và tuyệt vọng. Thực tế không như mơ khiến con người ta dễ rơi vào cảm giác chán nản, thậm chí trầm cảm. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và có những hậu quả khôn lường như nguy cơ rạn nứt các mối quan hệ và ảnh hưởng tiêu cực tới tâm sinh lý. Vì vậy, khi thực sự giảm kỳ vọng của mình đối với người khác thì đồng nghĩa sẽ giảm được đáng kể sự thất vọng và đau khổ không cần thiết trong cả cuộc đời và giúp bạn tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Để tận hưởng một cuộc đời tốt đẹp hơn, đã đến lúc bạn nên dừng mong đợi từ người khác. 1. Ngừng mong đợi người khác đồng ý với bạn. Chắc hẳn ai cũng sẽ thấy hạnh phúc
và xứng đáng khi có một cuộc sống như ý. Bạn cảm thấy hài lòng khi mọi người đồng ý với những mục tiêu, quan điểm của mình, nhưng lại luôn vô tình để ý kiến của người khác có ý nghĩa quyết định đến hành động của bạn. Nam diễn viên võ thuật gốc Hoa Lý Tiểu Long, Lý Chấn Phiên đã từng nói: "Tôi không ở trong thế giới này để sống theo sự mong đợi của bạn, và bạn cũng không ở trong thế giới này để sống theo tôi. Mỗi con người không giống nhau, nên đừng mong đợi tất cả sẽ đồng tình với những gì bạn nghĩ. Bởi vậy, bạn không cần thiết phải tức giận hay cảm thấy bị tổn thương nếu những người xung quanh không đồng tình với bạn. Sự tức giận dễ gây ra xung đột, cãi vã, dẫn đến sự tổn thương cho cả hai phía cũng như rạn nứt mối quan hệ. Bạn phải dám là chính mình và làm theo trực giác riêng. Đừng so sánh bản thân với người khác, đừng nản chí vì sự tiến bộ hay thành công của họ. Đi theo con đường riêng và giữ đúng với mục đích của riêng mình." 2. Ngừng suy nghĩ rằng bạn sẽ được người khác tôn trọng nhiều hơn. Sức mạnh của mỗi người không phải ở cơ bắp mà thực ra là nằm chính trong tâm hồn và tinh thần. Đó là sự tin tưởng vào chính bản thân và sẵn sàng hành động theo những gì lý trí mách bảo. Hãy quyết định bỏ qua suy nghĩ bạn sẽ được người khác tôn trọng nhiều hơn ngay sau giây phút bạn đọc xong bài viết này, để không bao giờ phải cầu xin bất kỳ ai tình yêu, sự tôn trọng và quan tâm mà đáng lẽ ra bạn nên tự thể hiện điều đó. Các bậc hiền nhân luôn dạy rằng phải luôn đối xử tốt, đàng hoàng với mọi người. Nhưng điều quan trọng hơn là hãy đối xử tốt cho bản thân. Khi bạn bắt đầu tập tự yêu và tự tôn trọng chính mình, có nghĩa là bạn đang cho bản thân cơ hội được hạnh phúc. Khi bạn hài lòng với cuộc sống và những gì đang có, bạn sẽ trở thành một người bạn chân thành hơn, một thành viên gia đình biết quan tâm hơn và phiên bản tốt hơn của chính bạn. 3. Không mong đợi và cần người khác thích bạn. Có thể đối với một người, bạn hoàn toàn không phù hợp hay nói hẳn ra là không xứng đáng với họ, nhưng với gia đình, bạn bè thân thiết thì bạn lại là một món quà vô giá. Đừng bao giờ quên đi giá trị đích thực của bản thân, dành thời gian với những người luôn coi trọng bạn. Cho dù bạn tốt đến thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có một người tiêu cực chỉ trích bạn. Hãy dành cho họ một nụ cười, bỏ qua những lời phê phán và tiếp tục với những công việc quan trọng. Trong thế giới hỗn loạn, nếu cố gắng khiến bạn trở nên giống với những người khác, thì cuộc chiến khó khăn nhất mà bạn phải đối mặt đó là cuộc chiến với chính mình. Và khi chống lại không một ai thích bạn cả, thì thoảng họ gọi tên bạn bởi vì sự khác biệt, nhưng điều đó hoàn toàn ổn thôi. Những thứ khiến bạn trở nên khác biệt với những thứ khác sẽ tạo nên chất riêng, và những người hiểu biết sẽ yêu bạn vì điều đó. 4. Đừng mong đợi người khác trở thành những gì bạn muốn. Yêu thương và tôn trọng người khác có nghĩa là cho phép họ được sống đúng với con người thật. Hãy chú ý quan sát và tôn trọng mọi người vì họ luôn là chính bản thân họ và không phải là người mà bạn muốn. Luôn phải nhớ rằng chúng ta không thể thay đổi được bất kỳ ai. Hiểu được điều này càng sớm sẽ giúp cho bạn càng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn trong cuộc sống. Nếu bạn cố gắng thay đổi người khác theo cách họ không muốn, sẽ khiến họ rời xa bạn nhanh hơn. Hãy chấp nhận con người vốn có của người khác và đối xử tốt với họ. Một lúc nào đó, tự bản thân họ sẽ thay đổi từ bên trong. 5. Ngừng mong đợi đối phương biết bạn đang nghĩ gì. Đừng mong chờ người khác luôn thấu hiểu mình sẽ giúp cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn. Mỗi con người đều có những quan điểm và suy nghĩ riêng. Bởi vậy, khi ai đó không hiểu hoặc không muốn hiểu thì bạn cũng đừng nên cố gắng giải thích với họ làm gì. Chỉ cần bạn luôn lắng nghe và thấu hiểu chính mình. Còn những người xung quanh không hiểu bạn cũng không làm thay đổi những gì vốn thuộc về bạn. Một điều nữa, hầu hết mọi người không thể đọc được suy nghĩ của đối phương một cách chính xác nhất. Nên họ sẽ không bao giờ biết bạn cảm thấy thế nào trừ khi bạn nói với họ. Sếp của bạn, ông ấy không biết bạn đang hy vọng được thăng chức vì bạn chưa bao giờ đề bạt ý kiến đó trong một cuộc gặp gỡ nào. Hàng ngày, bạn phải giao tiếp và tương tác thường xuyên và có hiệu quả. Một hành động rất đơn giản, đó là chỉ cần nói cho mọi người biết bạn đang nghĩ gì thì mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp và không bị buồn chán, thất vọng. 6.
đừng mong ai đó sẽ đồng cam cộng khổ với bạn suốt đời. Khi cuộc sống trở nên khó khăn, mọi người có thể không đối xử với bạn theo cách mà bạn muốn. Bởi vậy, đừng tức giận hay buồn phiền nếu bạn không nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè khi bạn gặp khó khăn. Sống trên đời, ai cũng đều có quyền hy vọng, nhưng đừng mong đợi quá nhiều đến độ phụ thuộc vào người khác. Tự thân vận động, độc lập và luôn tự chủ sẽ giúp cuộc sống của bản thân tốt đẹp hơn. Mọi người ít khi cư xử chính xác theo những gì mà bạn muốn. Và hãy nhớ rằng mức độ hạnh phúc của bạn sẽ tỷ lệ thuận với thái độ và cách suy nghĩ của bạn về mọi thứ. Thậm chí nếu tình huống hoặc mối quan hệ không thành công, nó vẫn đáng giá nếu nó khiến bạn cảm thấy hài lòng về một điều gì đó hay dạy cho bạn một hoặc nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Bạn thân mến, cuộc sống của bạn chứa đựng niềm vui hay nỗi buồn, điều đó phụ thuộc rất lớn vào thái độ của bạn đối với cuộc sống. Video vừa rồi hy vọng đã giúp bạn lấy lại niềm tin vào cuộc sống này để hiểu rõ hơn tại sao dù đối mặt với hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn nên giữ lấy những giá trị sống nhân văn tốt đẹp. Nếu bạn đồng ý với tôi, hãy nhấn like video này và cùng chia sẻ video tới những người xung quanh bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.